Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em còn đôi cốt thủy thủ này, em bán nốt cho nó gọn nhà. Đấy, bác nào lấy một đôi này thì alo cho em nhé. Em đi quay vào qua xe. Em thì không chuyên về xe đâu. Đấy, bác nào thích mua thì mua. Đấy, bán là bán cả đôi nhé. Đấy, không bán lẻ. Đấy, lưu ý luôn. Đấy, bán là bán cả đôi. Còn bác nào muốn mua lẻ thì phải cộng 2 triệu một con. Đấy, em cũng báo luôn được bác như vậy. Các bác xem qua video, ưng thì lấy, ưng thì thôi nhé. Chị đừng bắt em chụp chi tiết từng thứ một, em không phải đi buôn dân buôn xe. Đấy, mua về có thế nào bán thế, các bác mua về nhà thích thì tự dọn đấy, chứ còn em thì không có dọn dẹp đâu. Đấy, xem mua về nào bán nguyên vậy, còn hai con này nó về sau. Đấy, bác nào mua thì alo với hai số này nhé, 0975 360 433, dưới là 0377996066, thì nhà em tại Ninh Gia, Hải Dương. Đấy, bác nào gần thì qua thì em xem hàng trực tiếp. Đấy, em thì ship hàng toàn quốc nhá. Đấy, cái này thì em bỏ luôn nó xuống đây cho nó tiện. Đấy, đây đi vào đằng trên đi. Đây, đi mô còn này, củ đèn còn này, tay nắm zin này, đèn phản quang còn này, tay phanh zin đi theo xe này. Đấy, đầu đây, đầu là đầu vánh, đầu nhôm vánh, phanh là phanh nhôm. Đây có tên hãng luôn, Comandia gì này. Đấy, vành là vành lốp. Đấy, lốp còn đẹp. Đấy, lốp còn đẹp sáng. Đấy, đúa là đúa lốc nhá, không có đúa sắt nhá, đúa gì hết nhá. Chưa đứt nan nào. Đấy, chưa đứt nan nào. May ơ sáng, may ơ sáng tinh, chưa han gì, chưa một đốm han gì luôn. Đây, đấy, chất xe còn đẹp, đùi nhôm, đĩa auto này, đùi auto này. Đấy, đùi auto nó không quay xích này. Đấy, đùi auto, chụp là chụp zin vẫn còn nguyên nhé. Chụp zin simlo vẫn còn nguyên này. Con này hộp lốc này, con này phun đỏ lốc luôn. Đấy, con này phun đỏ lốc luôn. Đấy. Đấy. Đấy, này, auto này. Đấy, lắp lên xe đua 6 số nhá. Đấy. Đấy, 6 số. Đấy, 6 số. Đây, đèn hậu còn nguyên. Đèn hậu còn nguyên, gắp ga zin. Đấy. Đấy, xe có thể nào bán thế. Đấy, một con này. Tiếp tục con nữa. Con này cũng auto lốt. Đấy. 6 số yên rách. Đèn hậu còn, đèn trước còn. Đấy, đúa lốc chưa đứt. Đấy, may ơ sáng. Đấy. Đây. À, con này trúng này, quay một kiểu này thôi. Đấy, 6 số. Đấy, đùi lốc. Đấy, theo xe yên đây. Yên cũng yên theo xe, muốn tội được yên bị rách. Đấy, đùi nhức lốc hết, phun lốc luôn. Đấy, con hai con này đều là size 26 nhá. Đấy, hai con này đều là size 26. Đấy, bát phanh to. Đấy, bát phanh bầu. Thế là không phải là bát phanh treo mà là bát phanh bầu. Đấy, cả hai con. Đấy, cả hai con luôn. Đấy, không quay này cho có dễ nhìn. Một con, hai con. Đấy, 25 triệu một đôi nhá. Một đôi này 25 triệu nhá. Một con Fuji này. Một con Fuji này. Con này của gì đấy, Wagu gì này, chịu không biết đọc đâu, toàn tiếng Anh thôi. Đấy, hai con cúp thì thủ nhá, đều là size 26. Đấy, 25 triệu hai con này, 12.500.000 một con. Đấy, 25 triệu một đôi này nhá, hai con đều là auto hết. Đấy, xe có thế nào còn nguyên như vậy, 25 triệu. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, bác nào mà lấy một đôi là em tính cho các bác là 25 triệu một đôi. Đấy, còn bác nào mua lẻ thì cộng 2 triệu một con, lấy con nào cũng được, cộng 2 triệu một con. Đấy, hai con thích lấy con nào lấy, cứ cộng 2 triệu một con nếu nó lẻ. Đấy, còn mua một đôi là 25 triệu nhá. Không bao phí ship đâu nhá. Đấy. Đấy, xe có thế nào bán thế. Đấy. Phanh phiếc gì hết nhá. Phanh phiếc ngon lắm, nói chung là xe thì theo em cũng chả phải về chỉnh chọt gì đâu. Cứ thế này là lỗ máy là đi thôi, gần tích thì phải chỉnh. Đấy, theo em thì cũng không cần phải chỉnh đâu. Bởi vì em thấy phanh phiếc nó trơn tru lắm. Đấy, ăn lắm, bóp ăn lắm, trơn tru lắm. Đấy, bao lấy thì alo em nhé. Một đôi này 25 triệu nhá. Lẻ cộng 2 triệu một con, đấy có nào cũng được. Đấy, hai số điện thoại đây, 0975 360 433, dưới là 0377996066. Có tách lẻ nhá, tách lẻ thì cộng 2 triệu một con. Lấy một đôi là 25 triệu. Còn lẻ một con lấy bất cứ nào trong này thì là cộng 2 triệu một con. Để tùy các bác, thế nếu nào lấy. Đấy. Em ở Linh Giang, Hải Dương nhé, em chào các bác nhá.